Hình như mình làm cái này mấy video trước rồi thì phải. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Sơn Đủ. Mình là Sơn đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trải nghiệm khá là rùng rợn. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với những đoạn video được quay lại bởi những cái máy quay cầm tay hoặc là những cái camera an ninh. Những cái máy quay này đã thu lại được những hình ảnh về những con ma. Và mình thì mình vốn là một người không tin vào những cái chuyện như thế này. Mình luôn nghĩ rằng những cái hình ảnh này chỉ là những hình ảnh được người ta chỉnh sửa lại mà thôi. Thì các bạn hãy cùng xem với mình những cái hình ảnh sắp tới. Và anh nói cho mình biết đây liệu những có phải chỉ là những hình ảnh được chỉnh sửa bằng những phần mềm hay là có ma thật. Video này sơ sơ là cũng có bao nhiêu đây, 48 triệu view các bạn ạ. 48 triệu view có vẻ khá là ghê đấy. Để xem rằng là liệu nó độ của nó có gọi là xứng đáng với số view vậy không nha. Ok, cảnh tượng bắt đầu từ một có vẻ như một trường học bỏ hoang các bạn ạ. Ok, nhà có vẻ hơi rùng rợn đấy. Ê, ở đâu vậy? Mình không nghĩ là mình nghĩ là tao phải giật mình cơ. Nhưng mà đợi xem nào, slow motion. Trước khi bắt đầu video tiếp tục thì mình có một cái điều mình phải nói rằng là theo như mình đã thấy á, đây không phải là ma mà đây chỉ đơn giản là một thanh niên đang chơi trò hù dọa mà thôi. Tức là cái người quay phim và cái người mà con ma này là bạn của nhau. Và cái người bạn đó thì đơn giản là đeo một cái mặt nạ và chui vào trong đó mà thôi. Chứ mình thấy cái này nó không có cái vẻ giống ma lắm các bạn ạ, trông rất giống là một cái mặt nạ. Đây các bạn nhìn đây, kỹ hơn đi. Mà nhìn rất giống là một cái mặt nạ. Chả phải ma cỏ mè gì đâu. Trời ơi, thôi. Thì cái này không tin tưởng rồi các bạn ạ. Ok, hãy đến cùng với video tiếp theo này xem như thế nào nào. Đây nhạc, nhạc, giống to vãi. Ma trên đường đúng không? Ma đâu? Mày có được hù không ta? Có lướt qua. Nhưng mà cái tiếng hét thì mình nghĩ rằng là do người ta lồng vào. Chứ còn có bạn nào nhìn đây các bạn tin rằng đây là con ma thật không? Mình thì mình một lần nữa mình thấy nó rất là giống. Chỉ đơn giản là ghép hình vào thôi các bạn ạ. Không nghĩ là đây là ma thật đó. Chúng tôi ghép hình vãi. Các bạn đứng yên ạ. Cái hình đứng yên luôn á. Sao nào? Đang quay ở một cái khu nhà. Trời sáng ban ngày như này làm gì có ma là gì? Nhờ anh em. Ê à, khu này có xe máy này. Việt Nam à? Có gì đâu? Có chữ xì rát, bạn có thấy không? Mình không thấy. Cái nhà nó rồn rập vãi. Một cái con mặt ở cái cửa sổ. Rồi. Đây, khuôn mặt của ở cái cửa sổ và ủa sao bỗng dưng mình thấy cái mặt này nó quen quen ta? Hình như cái mặt này mình đã từng nhìn thấy ở trong một số cái tấm hình khác rồi các bạn ạ. Tức có nghĩa rằng đây là ghép lại là ghép rồi. Mình nhớ và cái này mình đã từng nhìn cái tấm hình cái cô gái cái mặt của cô này ở trong một cái tấm hình khác rồi. Mà đây lại có xuất hiện ở đây thì mình nghĩ rằng đây 99% là ghép hình rồi đấy. Trời ơi. Không tin được rồi các bạn, không tin được rồi.
Như vậy là ba cái video mình đưa đến thì toàn ba video đầu tiên mình xem ở cái video 48 triệu view này toàn là ghép hình không. Ồ, chứ mình thấy rằng là cái video này có vẻ hơi sida rồi các bạn ạ. Ba video top 5 mà ba cái đầu tiên đã là chả là cái gì rồi. Thôi, để mình tìm một tìm cái khác nhá. Đây, video tiếp theo mình sẽ có một cái tựa đề là linh hồn ở trong bệnh viện. Linh hồn rời khỏi xác chết. Ok, để xem nào. Để xem như thế nào nha. Rồi, chắc là chúng ta đang có một cái bệnh viện 4 giờ sáng năm 2014. Và ở trên kia có một cái người đang nằm. Ok. Chị ấy bỗng dưng camera sáng lên. Oh! Wow. What the fuck? Các bạn thấy đúng không? Các bạn thấy có một cái cục gì đấy bầy nhầy bùi nhùi nó chui ra từ cái người đang nằm đúng không? Nhưng mà phải nói thật sự rằng á, mình phải nói thật sự rằng cái động tác bay ra của cái linh hồn này trông nó rất là giả các bạn ạ. Đây, từ cái này đoạn này mình tua lên đi cho nó không có tiếng để tập trung. Các bạn nhìn kỹ vào cái người đây. Ok, cái này đứng dậy trông phải ok đúng không? Nhìn nó phải thoáng nhưng mà hãy nhìn cái động tác bay ra đi. Trông rất là giả luôn các bạn ạ, giả vãi cả lạ luôn á. The fuck? Như kiểu là cái cục này nó được đẩy di chuyển lên trên rồi được thu nhỏ lại ở trong phần mềm chỉnh sửa vậy. Mà video này bao nhiêu view đây? 8 triệu rưỡi view. Ôi dồi ôi. Mình thấy bắt đầu mình thấy thất vọng rồi các bạn đã thất vọng với những video ma này rồi. Video tiếp theo nha, video này là 6,8 triệu view. Để lại là camera. Ok. Đây camera này chúng ta thấy ở đây là một thanh niên đang ngủ cởi trần nằm sấp. Ok. Sao cái này có quả camera này trí nhờ. Có đây để camera trong phòng ngủ à? Ấy à, 3 giờ sáng à? Chúng ta đang có cái gì đây? Cái rèm cửa đang lung lay động đậy. Hình như là nó đang được mở từ từ ra. Nó đã mở ra rồi. Nó lại đậy vào. Nó lại được bố. Ok, cái này có vẻ mình có vẻ tin tưởng hơn cái kia nha. Cảm giác không có nhiều cái hiệu ứng lắm. Sao mình mới làm thấy hơi sợ nha. Ê! Ở ngoài cửa sổ. Cô chị mới mang cái này à? Ê! Chân của thanh niên kìa. Ok, rồi nó bồi thêm nhạc là vào nữa đúng không? Rồi bây giờ đấy nó chỉ rõ chúng ta đây. Đầu tiên cái rèm cửa được mở ra. Và ở bên ngoài cửa sổ có một cái bóng ma nó đang trồi lên các bạn ạ. Ok, cái này thì mình thấy hơi ghê nha. Chúng ta có thể suy nghĩ theo một chiều hướng như là đang có một bộ dàn dựng ở đây. Là dàn dựng rằng là có một là kết hợp là cái con ma thì là người đang được cải trang thôi. Mình nhìn hơi ghê, cũng hơi ghê đấy. Đấy, lên hơi ghê đấy. Rồi, có cái pha và cái chăn bị tung ra thì... đấy, có một cái gì vượt qua camera. Còn cái vụ cái chăn á, thì có thể giải thích được rằng là... cái anh chàng đang nằm ngủ này thì vừa mới đánh giấm các bạn ạ. Và đánh giấm quá mạnh khiến cho chăn nó bay ra luôn. Đấy, anh đánh giấm này. Bùm. Đó. Anh dám quá mạnh nên chăn văng chăn nó phải văng ra ngoài luôn. Hoặc là con ma. Đó. Hoặc là cái con ma này là một con ma nữ các bạn ạ. Và nó đang thèm quá thèm trai rồi. Nên là thấy anh chàng này đã có cởi chân nữa chứ. Nên là phải xuất hiện ra và hách tung chăn của anh này ra để chuẩn bị lao vào. Để làm những chuyện sằng bậy với anh này. Nhưng mà... ok, video này thì mình hơi khó giải thích đấy. Có thể cái chăn này là được giật dây các bạn ạ. Được cái đội ngũ ở trong cái phòng này dùng cái dây để giật tung nó ra.
chúng ta có thể suy nghĩ thêm cái chủ đề như vậy. Video này thì gọi là ma tấn công thang máy. Ok, để xem nào, có cái gì mà ma tấn công thang máy nào. Gì đây? Camera này đây. Tầng 7, cam 2, 10 giờ sáng 2016. Thang máy mở ra. Rồi sao? Tự dưng mở ra luôn. Woo! Woo! Nhìn trông có vẻ chúng ta có thể nhìn vào đây thấy có vẻ là cái này nó cứ phích phích thế nào á, theo một cái góc nhìn của mình thì đây là chỉ đơn giản là một cô gái bình thường và cô ấy mặc cái là chỉ là đang là trò hù dọa mà thôi. Và cái khúc mà có cái bóng này lướt qua này các bạn, nó chỉ đơn cái bóng lướt qua này chỉ đơn giản là ứng chỉnh sửa mà thôi. Lướt qua là biết chỉnh sửa mà thôi. Nhưng mà cũng hơi khó hiểu là tại sao cái thang máy nó đang đóng lại và nó đang đóng giữa chừng thì nó lại mở ra. Thường chỉ có khi nào mà cái cửa thang máy nó có một cái cảm biến chuyển động, nó thấy có vật đi vào giữa nó mới dừng lại, nó đang đóng nó sẽ dừng lại và nó sẽ mở ra tiếp để cho cái vật nó đi vào. Thì với cái tình huống này nó khá là khớp, khi mà có con ma nó lướt qua hoặc lướt vào trong và cửa này nó bị dừng lại, nó phải mở ra tiếp và hiện ra con ma ở trong. Ok, có vẻ rồi, đóng lại thế thì hết rồi đúng không? Ok. Không biết các bạn có thấy cái này thật không, chứ mình thì mình vẫn chỉ nghĩ nó là chỉnh sửa các bạn ạ. Ok được rồi, còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về độ chân thực của những cái video ma này? Các bạn nghĩ rằng là liệu có ma thật trên đời này hay không? Và những cái video này liệu đã có quay lại được cảnh những con ma tồn tại trên đời hay không? Các bạn hãy cho mình biết ý kiến các bạn ở dưới phần bình luận nha. Nếu các bạn thích video này và muốn mình tiếp tục cho các bạn xem những video về những con ma được quay, được ghi hình lại thông qua các cái camera, các bạn hãy để cho video này một like, chúng một subscribe khi các bạn là người mới. Và đừng quên là nhấn vào nút cái chuông để có thể được những thông báo mới nhất từ kênh Sơn Đủ nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sơn Đủ và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo. Bye bye.